Xin chào cả nhà. Có nhiều bạn hỏi mình á, tại sao mình ít nói về cái bằng cấp của mình quá vậy? Có tới hai bằng thạc sĩ mà tại sao ít nói về bằng cấp? Thì mình cũng nói thật với các bạn, khi mà mình đạt được những cái thành tích hay là bằng khen đây nè, những cái bằng thạc sĩ của mình nữa các bạn, trường Swinburne nè. Và những cái này đó là những tấm hình mình tốt nghiệp nè. Cho các bạn coi không? Nói cho các bạn coi này, tấm hình mình tốt nghiệp này. Rồi đây là tấm hình mình tốt nghiệp này, tấm hình mình tốt nghiệp này. Thì những cái mà mình đạt được như thế này á, đây là việc kinh doanh của mình ha, Michael Nguyễn nữa, các bạn thấy không? Rồi công ty của mình nè, các bạn thấy không đó, Michael Group. Hay là cái mà mình training gym nè các bạn. Rồi mình làm franchise á, bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. Rồi thêm cái này nữa, cái bằng master của mình đó. Các bạn, bằng master về business. Khi mình có những cái tấm bằng này các bạn. Cái này có phân biệt bằng thiệt bằng giả rất là dễ các bạn. Bạn coi cái bằng đó như thế nào để biết thiệt giả, không có khó chút nào. Mình nhìn vô là biết đồ thiệt hay đồ giả liền à. Bảng điểm cái trường đó có nằm có top top mấy cái trường trường có trên thế giới này không, trường này là cái trường mua bằng hay là trường không mua bằng. Và cái chuyện của mình á, khi có những cái bằng cấp đây, master này là bằng master kinh doanh ha, bằng này bằng master về công nghệ thông tin, mà mình học là làm cái gì, mình học về big data, về BI nó, business intelligence hoặc là artificial intelligence các bạn. Thì khi mình có những cái tấm bằng như vậy á, nhiều bạn à, để mấy tấm bằng lên đầu bạn thờ, bạn cúng những tấm bằng luôn. Có con học trường này trường kia rồi, các bạn rất là tự hào khi con của bạn có bằng, nhưng mà mình rất là xấu hổ khi mình cầm mấy cái bằng này. Lúc đầu á, thì làm lễ tốt nghiệp rồi này nọ rất là tự hào, nhưng mà sau đó mình về mình rất xấu hổ các bạn. Xấu hổ tại sao? Xấu hổ là tại vì mình cầm cái tấm bằng mà mình đi làm lương không bằng người ta. Và mình xấu hổ là khi mà mình cầm tấm bằng này, khi mình tốt nghiệp đại học nhưng mà mình làm cũng không bằng mấy cái đứa mà nó không tốt nghiệp. À, mình xấu hổ như vậy các bạn. Bởi vậy mình khuyên luôn các bạn nào mà có bằng cấp á, thì các bạn nên dẹp hết những cái bằng cấp đi, để bạn bắt đầu bạn học lại, bạn học của những cái đứa mà nó, mà những cái bạn trẻ mà các bạn đó, các bạn mà không có bằng cấp á, mà các bạn đó thành công được á. Tại sao mà người không có bằng người ta vẫn thành công được, rồi mà trong khi bạn là bạn không thành công? Thì bạn nên học những người đó để mà bạn càng ngày bạn càng thành công và càng ngày càng giàu có lên các bạn. Tại vì những tấm bằng này nè, thì những mình còn cấp mà thậm chí là cấp bằng danh dự luôn á. Đó, vừa rồi mình mới có tư vấn cho mấy gia đình có con ở Úc, ở Melbourne luôn, rồi có bạn thì ở Brisbane, con cái qua này học, mỗi gia đình tốn khoảng vài tỷ cho con cái nó đi du học. À, mà tại vì những gia đình đó người ta không có biết cách nào đó để mà cho tiết kiệm tiền, không có biết cách chọn trường, rồi không có biết cách mà làm sao để qua đây để giảm cái thời gian học xuống. Thay vì người ta học 3 năm thì mình học 2 năm thôi. À, mình nói chuyện với ta như thế nào. Thay vì chọn trường không tốt thì mình chọn những trường tốt. Thay vì con đường nó đi không được định cư thì mình chuyển qua một chút xíu mình đi để được định cư. Đó các bạn, những cái thông tin gì đâu ai biết đâu. Mất cả tiền tỷ rồi mà cuối cùng cũng không biết luôn các bạn. Đó. Rồi. Thì khi mà các bạn muốn thành công, khi bạn muốn giàu có, khi bạn muốn cuộc sống của bạn tốt hơn á, thì bạn hãy học từ những người ta làm được, những người nào mà người ta dạy các bạn á. Thứ nhất là họ thành công thì bạn nên học. À, còn nếu họ thành công mà họ không có bằng cấp thì không sao, nhưng mà bạn phải hỏi lại coi những người không có bằng cấp đó đó, người ta có chịu học tiếp hay không, hay là họ người ta chỉ thành công rồi người ta không thèm học tiếp, người ta có chịu đi hội thảo không, người ta có chịu học liên tục hơn không. Có những bạn mình biết không có bằng đại học nhưng mà họ lại liên tục người ta học, người ta cải thiện, người ta có những cái bằng khác. Cái bằng ví dụ như người ta đi học nghề hay là đi những cái buổi đó để người ta có thêm những cái bằng hướng dẫn, cái bằng phương pháp sư phạm đó các bạn. Chứ không phải ai cũng dạy được đâu, ai cũng muốn làm thầy người ta không à. Mà học theo ai chịu học hết đó. Có những bạn mình biết rất là thành công nhưng mà không học hành gì đó các bạn. Mà đi nhông chơi thôi à. Nhưng mà rất thành công. Nhưng mà nếu bạn đó mà muốn thành công nhiều hơn nữa thì hãy nên đi học. À, đó thì mình khuyên thôi, các bạn muốn làm thì các bạn làm, còn không muốn làm thôi à. Các bạn đang đang an phận đó, các bạn đang ngủ quên trong chiến thắng rồi đó.
Còn đối với bản thân mình, từ khi mình có những cái bằng này thì mình đã dẹp hết những cái bằng này. Mấy bạn không thấy ba mẹ mình qua đây rồi ba mẹ mình đem muốn đem mấy cái bằng này về Việt Nam để treo lên, để trong những cái nhà của mình, rồi đi về cái nhà thờ tổ của họ Nguyễn treo lên rồi này nọ các bạn. Nhưng mà mình nói thôi thôi thôi, ba mẹ dẹp giùm con cái, không có vui vẻ gì đâu và không có gì đâu mà để mà khoe lên cho người ta để làm cái gì. Ba mẹ nói khoe lên cho mấy đứa nhỏ nó có ý chí, nó học tập rồi nó làm việc rồi nó được định cư rồi nó có được những thành công như con. Thế mình nói với ba mẹ, con đây con chưa định nghĩa con thành công. Thì ba mẹ cũng đừng cứ nghĩ là con thành công, à con còn nhiều cái con phải làm nữa. Thì tại vì những cái bằng cấp này nè, những cái mà bạn đạt được, những cái giải thưởng mà bạn đạt được đó, nó sẽ làm cản trở bước con đường của các bạn. Tại sao nó cản trở? Tại vì các bạn cứ thấy nó là, à bây giờ bạn đi ra bạn so sánh, bạn nói à mấy thằng kia nó không có bằng cấp, tôi có bằng cấp, tôi học nhiều hơn nó. Rồi khi mà người bạn cứ nghĩ đi, bạn có bằng cấp, người ta không có bằng cấp, người ta thành công thì bạn đang thua họ rồi, bạn phải kêu họ bằng sư phụ, đúng không? Đó, tại người ta ít học hơn bạn, người ta không được giáo dục và người ta được như vậy đó, thì người ta có cái gì hay hơn bạn, đi học người ta đi đó các bạn. Đó, rồi thêm một cái nữa ha, khi mà bạn có bằng cấp rồi đó, mà người ta biết bạn có bằng cấp rồi, người ta sẽ đánh giá bạn nó kiểu khác. Một thằng không có bằng cấp và một thằng có bằng cấp, thì khi mà hai người này đều phạm một lỗi thì người có bằng cấp bị xử nặng hơn. Lý do sao? Mày có học, mày có ăn có học mà mày lại làm sai, tôi xử mày nhiều hơn đó các bạn. Pháp luật nó công bằng như vậy á. Và thêm một cái nữa, nếu các bạn mà có bằng cấp mà thậm chí những cái bằng cao đẳng hay đại học, là cái gọi là high education, nói high education là bằng cao rồi, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, giáo sư nữa, thì thôi khủng khiếp. Ai đó mà bắt đầu nói bạn, trời ơi cho mày ăn học như vậy mà mày cũng ngu như bò, trời ơi cái máu của các bạn nó tăng lên, trời ơi nó điên máu lên, trời ơi vác kiếm là chém người ta luôn chứ không giỡn đâu đó các bạn. Nó bởi vậy mình không thích bao giờ thích vào nói ra cái bằng cấp, khoe khoang mấy cái bằng cấp này cho các bạn đâu. Mà nhiều bạn cứ muốn hỏi thì mình phải làm video mình trả lời cho các bạn thôi đó. Đó các bạn thử nghĩ đi, bây giờ bạn có bằng cấp mà bắt đầu thấy bạn chơi ngu hay là bạn làm gì đó ngu ngu là người ta bắt đầu nói lên, trời ơi mày học tới tiến sĩ mày ngu vậy. Rồi bắt đầu máu của bạn nó nổi lên, trời ơi máu bạn nổi lên, rồi nó cuồn cuộn luôn. Ôi, cơn giận bạn nó nâng lên muốn phục máu ra khỏi đầu luôn á. Bắt đầu trời ơi, ở đây mà có cái súng thì chắc nó bắn rồi á. Thôi nha các bạn, thôi mình nói đùa với các bạn tí xíu, nên mọi người cũng đừng có nên tập trung nhiều quá về bằng cấp. Coi cái năng lực của người đó như thế nào, coi người đó người ta sống như thế nào, người ta có xung quanh, người ta có anh chị em có vui vẻ với họ hay không. Nha các bạn, đó các bạn coi cái cách mà người đó hành xử như thế nào, rồi cách mà người đó sống như thế nào. À, có những người người ta rất quan tâm với bạn, à người ta muốn bạn phát triển. Còn những người người ta không thèm quan tâm với bạn đâu, họ làm cho có thôi, họ đắc nhân tâm cho có thôi. À có những người người ta chỉ làm trây trây ra cho bạn thôi. À họ luôn luôn họ nghĩ về quyền lợi của họ mà nhiều bạn không hiểu. À đó, nên mọi người phải hiểu được. À khi mà bạn hiểu cái người ta nói, ồ người ta khen bạn, ồ cái áo anh mặc đẹp quá ha, có họ khen thật lòng hay không, hay là họ khen để cho bạn phun ra cái gì đó cho họ thôi. Nói các bạn, những bạn mà nhân viên á, các bạn coi ông sếp của bạn á, có thật sự sếp của bạn á, coi có thật sự là yêu thương bạn hay không, có muốn giúp đỡ gia đình bạn hay không, rồi có muốn bạn phát triển hay không. Nếu mà muốn bạn phát triển á, thì nó sẽ cố gắng cho bạn đi học thêm những cái mà giúp cho các bạn thành công hơn, bỏ tiền ra cho các bạn đi, các bạn học đi một ngày đàn học một sàng khôn đó các bạn, học một sàng khôn à, chứ không phải đi học một ngày đàn học một sàng ngu đó. Cho bạn đi học để làm gì? À một cái người mà thương bạn thì cho bạn đi học là sẽ khuyến khích bạn học. Còn thằng sếp ngu á, nó sẽ không bao giờ kêu bạn học cái gì đó. Để bạn ngu nó dễ trị. Thì cái cách của mình nó khác, mình học nhiều vậy á, nhưng mà mình rất luôn luôn muốn những bạn học viên của mình hoặc là những cái bạn sinh viên của mình giỏi hơn mình đó. Mình cho tất cả những bạn sinh viên của mình á, những cái bạn cộng sự của mình, à những bạn cộng sự của mình sinh viên, là mình ép mấy bạn sinh viên nó càng làm việc càng nhiều càng tốt cho các bạn đó, bán hàng hay là thương lượng hay đi khảo sát, mình nói các bạn phải làm nhiều lên, bán hàng nhiều lên và làm sao đó để có được thêm nhiều khách hàng, rồi làm gì nữa upsell người ta, rồi những bạn nào đi khảo sát ít mình bắt các bạn đi cả trăm bất động sản cho mình. Và thêm những bạn cộng sự mình luôn luôn khuyến khích những bạn mà
cộng sự của mình đó, là những bạn mà đang làm chung với mình là học tập liên tục, có khó khăn thì hỏi, rồi cần đi học thêm khóa học của người nào người kia mình cho đi học, còn bạn nào mình thấy còn yếu mình sẽ đào tạo và mình còn hướng dẫn mấy bạn đó đi luôn. Các bạn cứ suy nghĩ đi rồi sẽ hiểu liền à, những ông sếp nào như vậy bạn nên ở lại làm việc với ổng, còn những ông sếp nào mà thôi kệ mày ngu ráng chịu, mày chỉ cắm đầu vô mày làm thôi, tao không có quan tâm, còn chuyện gia đình kệ tụi bay, tao không có quan tâm đó. Các bạn có những ông sếp như vậy à, để cho bạn hiểu, để cho bạn hiểu là ngoài kia có rất là nhiều loại sếp chứ không phải là sếp nào cũng quan tâm với các bạn đâu. Sếp thì nói với các bạn để làm gì, mỗi ngày đưa việc cho các bạn làm để cho các bạn phát triển, còn những ông sếp mày làm thì làm, không làm thì thôi, mày giỏi kệ mày, mày giỏi mày sướng đó. Các bạn có những ông sếp suy nghĩ vậy đó à, còn những ông sếp là sẽ không bao giờ quan tâm đến bạn, không cho bạn đi chỗ này, không cho bạn đi chỗ kia à, cần gì mà tao phải bỏ tiền cho tụi bay đi chi vậy đó. Sếp sẽ có những loại sếp nó sẽ suy nghĩ như vậy đó. Đi chi tốn tiền, khi mà bạn đi nước ngoài, khi bạn đi chỗ này đi chỗ kia thì người nào giỏi bỏ tiền cho bạn đi vậy thì người nào bị mất tiền. Cái đó mình suy nghĩ, mình cho nhân viên mình hoặc những người cộng sự của mình đi nước ngoài để làm gì, để cho họ giỏi lên, họ giỏi lên thì mình cũng được nhờ các bạn. Còn những cái loại sếp khác thì những cái loại sếp người ta sẽ không bao giờ muốn các bạn đi đâu à, người ta nghĩ là bạn là chi phí á, bạn là gánh nặng của công ty không à đó. Nên các bạn suy nghĩ kỹ à, coi như thế nào. Rồi sao nữa, bạn suy nghĩ kỹ và những cái bằng cấp của bạn có nên lấy đó để lên bàn thờ không. Và những bạn nào mà không có bằng cấp, những bạn nào mà thành công được á, thì đừng nên an phận, đừng bao giờ tự nghĩ mình là vỗ ngực xưng tên giỏi hết á. Nhiều người nói trời ơi Michael Tâm, em càng ngày thấy càng sao thấy làm việc hoài vậy, thành công được như vậy là thôi. Không các bạn, trong từ điển, trong cái đầu của mình, trong cuộc đời mình không bao giờ có chữ an phận. Mình làm việc tự do tài chính, tự do thời gian thì nó đã đến rồi, nó đạt được lâu rồi, nhưng mình không bao giờ dừng lại cái điểm đó đâu các bạn. Mình muốn làm gì cho những cái thế hệ tiếp theo nữa, cho thế hệ Việt Nam nữa các bạn, thế hệ trẻ nữa các bạn, mình muốn giúp cho các bạn thế hệ trẻ nữa. Mình muốn, mình có một cái nguyện vọng, mà mình có một cái sứ mệnh của riêng mình à, mình làm được. Mình nguyện là trong vòng 10 năm, từ năm nay cho đến năm 2030, mình sẽ làm sao đó để mà một thế hệ Việt Nam khi mà ra trường năm 18 tuổi là các bạn có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn có thể sử dụng rành cái ngôn ngữ tiếng Anh, bạn có đầy đủ bằng cấp tiếng Anh để bạn đi du học, hay là bạn đi định cư, hay là bạn muốn ở nước nào bạn muốn à. Thì mình đang khuyến khích các bạn, đang cái chương trình của mình là chương trình PTE á, mình sẽ không lấy một đồng một cắt nào hết. Tất nhiên là mình vẫn lấy tiền khóa học, nhưng mà tất cả những số tiền mà mình nhận được, tiền mà mình sau khi mình trả cho nhân viên, mình trả cho thầy thầy cô dạy bạn tiếng Anh, mình dùng hết tất cả 100% số tiền đó chuyển lại để làm gì, để mình tạo ra một cái cộng đồng à. Mình sẽ thuê những người thầy sẽ đi tới những cái trường học dạy cho những em đó các bạn, để cho các bạn hiểu là tiếng Anh nó không thực sự nó khó như các bạn nghĩ đâu. Thì mình muốn các bạn cùng chung tay vô với mình, các bạn hỗ trợ mình, bạn có sức thì dùng sức, các bạn nào mà có không có sức thì các bạn có thể chia sẻ những cái video của mình và chia sẻ những cái sứ mệnh của mình, những cái tầm nhìn của mình để cho những cái thế hệ Việt Nam. Chứ bây giờ các bạn nghĩ đi, mình làm được nhưng mình không giúp được ai hết thì cuối cùng cái đất nước mình sẽ đi về đâu? Và những cái người mà ngồi không, rồi những người mà làm lãnh đạo, những người làm quản lý á, người ta ngồi đó người ta ăn không à, thì ở dưới núi cũng phải lỡ nữa các bạn à. Còn những ông lãnh đạo mà không chịu học mà cứ coi bằng cấp là đặt lên bàn thờ thì cuối cùng đất nước mình sẽ đi về đâu? Và cái thế hệ trẻ Việt Nam có những bạn rất giỏi thì không có đất để người ta dụng võ, người ta phải ở lại tạm thời trên cái nước Úc này. Mình thật sự mình không muốn ở Úc, ở đây nó lạnh lẽo lắm. Ở đây tất nhiên nó là cái môi trường nó phát triển, môi trường nó tốt để làm kinh doanh, nhưng mình là người Việt Nam, mình dòng máu Việt Nam, mình vẫn muốn giúp cho đất nước mình. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm các bạn. Đến đúng thời điểm mình sẽ về Việt Nam. Ok. Đó, để mình nói cho các bạn biết, nếu mà các bạn cùng muốn với mình giúp cho thế hệ trẻ thì các bạn sẽ giúp cho bản thân các bạn biết trước, giúp cho bản thân các bạn trước. Các bạn làm còn không xong mà sao bạn giúp cho người khác được à. Đó, các bạn suy nghĩ đi. Bạn muốn giúp cho người nghèo đúng không? Rất là dễ. Bạn đừng làm một trong số họ là bạn đã giúp họ rồi, đúng không? Bạn muốn giúp cho những thế hệ trẻ học tiếng Anh cho tốt thì bản thân bạn phải học tiếng Anh cho nó tốt đi, để cho mình làm tấm gương cho mấy đứa nhỏ nó noi theo à. Coi phim bằng tiếng Anh, nghe nhạc bằng tiếng Anh, đọc sách bằng tiếng Anh à, nghe tin tức bằng tiếng Anh, nó tất cả bằng tiếng Anh, là tự nhiên bạn giỏi tiếng Anh thôi.
Bạn biết tại sao mà con cháu các bạn không giỏi tiếng Anh không? Tại vì bạn nó không có môi trường để học. Từ nhỏ nó sinh ra nó rất là giỏi tiếng Anh, nhưng mà ba mẹ nó bắt nó đi học mười mấy môn trong trường đại học, thời gian đâu nó học tiếng Anh thì nó dở là đúng rồi. Làm sao để cho cái hệ thống giáo dục này ba mẹ bớt ảo tưởng sức mạnh lại, ba mẹ bớt bắt con học thiệt là giỏi, giỏi toàn diện đi. À, không có ra những cái thế hệ mà cái gì cũng giỏi hết. Bạn chỉ cần giỏi, giỏi gì? Giỏi môn tiếng Anh là đủ rồi. Người Việt Nam mình có tư chất thông minh sẵn rồi các bạn. Người Việt Nam mình là phải nói là thông minh nhất thế giới luôn á. Người Do Thái coi chừng không bằng á, chứ đừng có nói là Việt Nam thua Do Thái ha. Đó. Thôi các bạn, hôm nay cái video mình tâm sự với các bạn ba việc á. Thứ nhất, hãy đừng coi trọng bằng cấp ha. Và đừng bao giờ an phận. Và bạn hãy tìm những người nào mà người ta thành công, bạn học họ. À, tìm những người sếp nào mà người ta thấy được cái khả năng của bạn, người ta hỗ trợ bạn. Họ biết họ bạn không giỏi nhưng mà họ vẫn mời bạn vào, mời bạn chia sẻ, mời bạn vào để làm việc với họ, rồi mỗi ngày bạn tiến bộ, rồi dẫn bạn, cho bạn đi học tập, rồi bỏ tiền ra cho bạn học tập, rồi dẫn bạn đi chỗ này chỗ kia để cho bạn hiểu, để bạn biết về con người cái khu đó, dẫn bạn đi nước ngoài để làm gì, để cho bạn phát triển con người của bạn lên, để bạn hiểu được ở nước ngoài người ta làm việc như thế nào, ở nước ngoài người ta học tập như thế nào, ở nước ngoài người ta đi đứng có chậm như người Việt Nam hay không, à ở nước ngoài người ta văn minh như thế nào, để về á các bạn phát triển cái bản thân các bạn và phát triển cái gia đình của bạn á. Thì khi mà các bạn phát triển được gia đình các bạn rồi đó, thì lúc đó thì bạn sẽ biết cách để mà bạn có tìm ra cái con đường của bạn thành công ha. Chúc cho các bạn tìm cho ra cái người sếp nào mà các bạn yêu quý á, đó các bạn yêu quý cái người đó đó các bạn ha. Mình thôi các bạn đừng có ảo tưởng sức mạnh quá nha các bạn. À, làm cái gì cũng phải thực tế chút xíu. Rồi, thôi cảm ơn các bạn, tâm sự cũng nhiều rồi. Chúc các bạn có rất là nhiều niềm vui và thành công. Và thêm cái nữa mình muốn nói với các bạn, thêm một cái ý cuối này. Thì đừng bao giờ mà sống một cách an phận. Đừng bao giờ hài lòng với chính cái bản thân của bạn bây giờ. À, ở đâu đó các bạn cũng có cái người mà các bạn nên học các bạn. Ok. Rồi các bạn mỗi ngày các bạn đều phải có cái gì đó để các bạn học. Nếu các bạn sinh ra hay là các bạn ngủ dậy, các bạn không biết bạn hôm nay làm cái gì thì thấy không ổn rồi đó. Rồi chào mọi người. Nhớ nha các bạn, những cái bằng cấp này khi bạn học xong rồi đó thì coi nó như một cái kỷ niệm đẹp thôi. Đừng có nên tôn thờ nó, đừng có nên khoe khoang nó, đừng có nên, nói chung mình cũng không bao giờ muốn ai mà đeo cái gì vô đằng trước tên của mình đâu nha. Thạc sĩ hay là tiến sĩ hay là luật sư hay là bác sĩ thôi. Bạn cứ gọi mình dân thôi, mình là phó thường dân. Mình là một người rất là bình thường. Nhiều khi mình rất là tầm thường nữa cũng được nữa các bạn. Mình chỉ mong là những gì mình chia sẻ với các bạn áp dụng, các bạn thành công thì mình mừng, mình vui. Những thế hệ học sinh của mình, những thế hệ học viên của mình, những người nhân viên của mình, họ càng ngày càng giỏi. Mà nếu họ không thấy họ giỏi so với bản thân họ 1 năm trước, 2 năm trước thì những người nhân viên đó quá tệ rồi. Họ không cảm thấy là họ vô làm với mình mà họ phát triển, họ tiến bộ được thì thôi, những nhân viên đó thì nên cũng nghỉ việc đi là vừa nha các bạn nha. Rồi, thôi cảm ơn các bạn. Rồi những người mà theo dõi cái channel này của mình nhiều, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi channel này của mình. Mình bây giờ dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu, dành nhiều thời gian để mà làm, và mình dành thời gian cho gia đình mình nữa các bạn. Nên mình sẽ không có ra video thường xuyên nữa các bạn. Nếu các bạn muốn theo dõi kênh của mình, đừng có bỏ qua cái video nào hết, thì các bạn nhớ bấm cái nút đăng ký ở đây nè, nút subscribe á, thì mỗi lần mình ra video các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Và có thể một tuần mình ra 1 hoặc 2 video thôi. Mình không còn nhiều thời gian giống như ngày xưa nữa đâu các bạn. Thì mình cũng có một cái sứ mệnh của mình. Mình muốn hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình muốn giúp cho những bạn khác nữa. Chứ ở trên này mình có nói đi nói lại nhiều lần, các bạn không làm cũng như không thôi. Tốn thời gian của mình mà tốn là năng lượng của mình, mà tốn nước miếng của mình nữa. Các bạn làm được thì cuộc đời các bạn tốt. Các bạn không chịu hành động thì thôi các bạn hãy đi tìm cái người thầy nào đó mà họ tốt, họ giúp cho các bạn. Có những người thầy ở ngoài kia người ta rất là giỏi nhiều thứ lắm. Giỏi chứng khoán, giỏi forex, rồi giỏi rất nhiều thứ. Còn mình thì chỉ biết sơ sơ thôi à. Mình không có phải là chuyên gia gì đó. Mình chỉ dám dạy giống như ông giáo làng vậy thôi à.
mình chỉ dạy cho các bạn những kiến thức căn bản. Những bạn nào học của mình thì bạn thấy đó, mỗi tuần kiếm được vài ngàn đô đó, đơn giản vậy thôi à. Còn bạn nào thích thì các bạn học, còn bạn không thích thì các bạn làm những việc các bạn vẫn đang làm á, thì sẽ có kết quả của các bạn, thấy là những kết quả của các bạn cũng đang làm đó, bao nhiêu năm nay kết quả của bạn bao nhiêu là các bạn thấy rồi đó các bạn ha. Rồi, chào mọi người.